Miệt thứ checking, ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay, 23 tháng 8 năm 2021. Những hình ảnh các bạn đang xem minh chứng cho một điều: hạnh phúc nhất trong mùa dịch là ở quê. Có quê để về tránh dịch là một điều tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm những khu vườn như vậy ở tại miệt thứ. Trên bờ có đủ thứ rau, dưới ao có đủ thứ cá trong phần cuối của video này. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài tin vắn mà bà con cần biết tại tỉnh Kiên Giang được miệt thứ cập nhật trong ngày hôm nay. Về tình hình Covid tại tỉnh Kiên Giang, theo Bộ Y tế thông tin, tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận Việt Nam có 10.280 ca COVID mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước. Riêng tại tỉnh Kiên Giang ghi nhận 57 ca mắc mới. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ 19 giờ ngày 22 tháng 8 đến 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 62 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 9 giờ sáng ngày hôm nay lên 925 ca, ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Tại thành phố Rạch Giá ghi nhận 61 ca dương tính mới, trong đó một trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Bình An, 48 trường hợp xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, trong đó 28 ca ghi nhận tại phường Vịnh Lạc, 6 ca ghi nhận tại phường Vịnh Quang và 15 ca tại phường Vịnh Thanh. 8 trường hợp cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 và 3 trường hợp cách ly tập trung xét nghiệm lần 2. Và nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá lên đến 387 ca. Huyện Vĩnh Thuận ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung xét nghiệm lần 4, nâng tổng số ca của huyện Vĩnh Thuận lên 105 ca. Và huyện Giang Thành chưa ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng. Các huyện, thành phố còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Hiện tại, cách ly tập trung là 1.624 trường hợp. Cách ly tại nhà nên lưu trú là 4.442 trường hợp. Tổng số được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là 95.083 trường hợp. Đã điều trị khỏi 426 trường hợp và 7 trường hợp tử vong. Hiện tại, tỉnh Kiên Giang đang tập trung điều trị, chăm sóc cho 536 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh. Và tiếp theo là một tin tức mà miệt thứ tin rằng bà con rất quan tâm, bởi hơn một tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Và theo ghi nhận của miệt thứ ngày hôm nay, Kiên Giang đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở đã thành lập một tổ kiểm tra cung ứng sách giáo khoa của các nhà xuất bản có đạt yêu cầu theo quy định, có đúng bản mẫu hay không, chất lượng của quyển sách như thế nào. Hiện nay, trên 90% sách giáo khoa đã chuyển tới Kiên Giang. Và trước thềm năm học mới, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã có công văn gửi các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tạo điều kiện để các đơn vị trường học giao sách giáo khoa thuận lợi, đảm bảo đến ngày tụ trường không học sinh nào thiếu sách giáo khoa. Đến thời điểm hiện tại, công tác giao nhận sách giáo khoa diễn ra thuận lợi và đảm bảo an toàn phòng dịch trong bối cảnh toàn tỉnh Kiên Giang đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng theo ông Bảo cho biết, trước tình hình học sinh ở các địa phương khác không thể trở về kịp năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em được đăng ký học bình thường tại các trường học nơi cư trú. Và đến khi nào trở lại trạng thái bình thường, các em muốn chuyển về địa phương của mình trước đây trường đang học thì các em sẽ làm đơn chuyển trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cũng đã thông báo cho phụ huynh học sinh biết được chủ trương này để đăng ký học tập tại nơi thuận tiện nhất, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em. Và đây là những hình ảnh yên bình của miệt thứ. Tất cả chúng ta đã và đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, đối mặt với những lo lắng, vất vả và hy sinh. Song, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nói về hạnh phúc, về quan niệm và cảm nhận phù hợp với hiện thực cuộc sống. Vậy, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc trong mùa dịch COVID-19 như thế nào? Chắc chắn là phải khác.
Chúng ta sinh ra trên trái đất với khát vọng lớn lao là tạo dựng và tận hưởng hạnh phúc. Vì vậy, trong hoàn cảnh nào thì khát vọng này của con người vẫn cháy lên mạnh mẽ. Khi dịch Covid-19 đang hoành hành ở nhiều nơi trên trái đất, con người vẫn tìm cách thể hiện khát vọng hạnh phúc của mình. Và dĩ nhiên, lúc này, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc có khác với bình thường. Hạnh phúc bây giờ là được hiểu sâu hơn, rộng hơn, gần gũi với thực tế cuộc sống. Hạnh phúc lúc này không phải là nụ cười tươi rói bên những bông hoa với rực rỡ màu sắc, mà là sự trầm tĩnh, tỉnh táo để đương đầu với những thử thách khốc liệt phía trước. Hạnh phúc thật sự là một khái niệm với nội hàm vô cùng rộng lớn. Mỗi một con người ở mỗi thời điểm khác nhau có quan niệm và cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Và như vậy, hạnh phúc luôn tồn tại xung quanh mỗi chúng ta. Ở trong mỗi con người chúng ta, màu sắc và kích thước của hạnh phúc có thể biến đổi. Hạnh phúc có thể là những điều lớn lao như hòa bình cho thế giới, con người trên khắp hành tinh không lo đói khát. Hạnh phúc cũng có thể là những điều nhỏ bé, dung dị, là khi bà mẹ kiếm được tiền mua sữa cho con, hay là hai đứa trẻ cùng che chung một chiếc nón lúc trời mưa. Vì vậy, sẽ có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc là gì. Bởi vì mỗi người chúng ta có quan niệm riêng và cách cảm nhận hạnh phúc riêng của mình. Khi thế giới thanh bình và yên ả, với mọi người trưởng thành, hạnh phúc là có gia đình, có con cái, được làm công việc phù hợp với khả năng của mình và được hưởng thụ xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đó là một loại hạnh phúc giản dị nhất đối với hàng trăm triệu người. Còn đối với những người có khát vọng, có hoài bão lớn thì hạnh phúc là có thể ở mức cao hơn. Đó là luôn chăn trở tìm tòi để làm được nhiều việc tốt hơn, cống hiến được nhiều hơn cho xã hội. Đây chính là động lực thúc đẩy những con người xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, sản xuất kinh doanh. Những động lực này biến họ thành những con người lao động sáng tạo, tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá trong công nghệ để họ trở nên giàu có. Xong, khi họ giàu có rồi thì họ lại mang tài sản của mình để đi làm từ thiện, để giúp những người nghèo đói có công ăn việc làm, có nhà ở, có điều kiện học hành. Và quan trọng hơn với tất cả chúng ta, hạnh phúc là được sẻ chia những niềm vui và nỗi buồn, được quan tâm, được yêu thương, được chăm sóc những người thân yêu, được sống chan hòa, nhân ái trong cộng đồng rộng lớn. Chính vì thế, thông điệp yêu thương và sẻ chia là một thông điệp xuyên suốt 5 tháng từ khi thế giới có ngày quốc tế hạnh phúc. Năm 2020, khi cả thế giới đang chuẩn bị đón ngày quốc tế hạnh phúc thì một tai họa lớn đã ập xuống. Dịch viêm phổi cấp do virus corona gây bệnh cho nhiều người xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã lan truyền trên khắp thế giới. Đến lúc này đây, người ta ít quan tâm đến việc do đâu mà loại virus này xuất hiện. Người ta chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để ngăn ngừa loại virus này gây hại. Nhân dân của nhiều quốc gia trên thế giới lại nêu cao thông điệp, yêu thương và chia sẻ để cùng nhau chiến đấu chống nạn dịch được chính thức gọi tên là Covid-19. Và dù bệnh tật chết chóc do dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và ngay lúc này đây là ở tại Việt Nam chúng ta, thì hai từ hạnh phúc vẫn được đón nhận một cách sâu sắc nhất. Mọi người bảo nhau hãy cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình, nhìn nhận cuộc sống theo cách lạc quan nhất có thể. Và câu chuyện sinh động về nửa ly nước được rất là nhiều người nhắc lại với một cách lập luận là những người bi quan nhìn nửa ly nước và buồn bã nói rằng ly nước đã bị cạn đi một nửa. Còn những người lạc quan lại vui vẻ và nói ly nước vẫn còn đầy một nửa. Hiện tại chỉ có một trong hai cách nhìn nhận khác nhau đã phản ánh thái độ khác nhau trong cuộc sống. Cách nhìn nhận cuộc sống của những người lạc quan sẽ mang đến niềm vui, sẽ tạo ra hạnh phúc trong thời điểm ngặt nghèo, khó khăn của lịch sử. Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, chúng ta đã có những phương án phòng chống hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã có nhiều lúc đi sai đường, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua. Ngay bây giờ đây, chúng ta hãy nỗ lực tạo điều kiện để cuộc sống vẫn diễn ra bình thường với đầy đủ cung bậc của nó. Chúng ta hãy giữ cho chính mình một tinh thần lạc quan, ưu tiên sống chậm đi một tí, đứng yên một lúc, nói khẽ một giây để cảm nhận được chính xác những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Hãy chắt lọc, gói ghém những điều bình dị nhất, lan tỏa những yêu thương, lòng nhân ái với mọi vật, mọi việc dù là nhỏ nhất xung quanh mình. Và biệt thứ tin rằng bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Và ngay giờ đây, hạnh phúc chính là mục tiêu chính mà tất cả mọi người chúng ta đều hướng đến. Hãy cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của bạn và hãy tận hưởng mọi hương vị của hạnh phúc đích thực. Đó là yêu những điều giản dị.
Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc khi mua một món đồ mới, đổi xe, thăng chức lên lương. Nhưng liệu bạn có cảm nhận được niềm vui trong suốt chặng đường dài để đạt được điều mình mong muốn đó không? Đôi khi hạnh phúc lại đến từ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Đó có thể là lúc bạn lắng mình để nghe một ca khúc yêu thích, tận hưởng trọn vẹn một bữa sáng đơn giản, hay chỉ là cuộc trò chuyện vui vẻ với người thân. Những điều ước lớn lao có thể lâu mới đạt đến, sao không chọn những niềm vui nhỏ bé để làm động lực sống mỗi ngày? Thay vì chúng ta cứ than vãn tại sao phải ở nhà và vì sao phải gặp những gương mặt thân quen mỗi ngày, thì chúng ta hãy ngồi trò chuyện, hãy mỉm cười với nhau, cùng tâm sự, cùng chia sẻ về tất tần tật những gì đã diễn ra với bản thân mình, để rồi cùng nhau bước tiếp cho những ngày mới. Hay hạnh phúc đơn giản lắm là sẵn sàng tạo và chia sẻ những niềm vui. Ở đâu có người hạnh phúc, ở đó có tiếng cười. Vì tự thân người hạnh phúc luôn có sẵn sự lạc quan, nên họ biết cách tạo bầu không khí vui tươi. Đối với họ, mang đến niềm vui và chia sẻ niềm vui chính là cách khiến bản thân họ hạnh phúc. Họ biết cách động viên để những người bi quan tự tin hơn, cũng như sẵn sàng chia sẻ sự hứng khởi khi người khác đạt được thành công. Vậy thì trong những ngày giãn cách ở nhà, ai ở đâu ở đấy, chúng ta hãy tìm ra những công việc, tạo nên những công việc để chúng ta học làm người hạnh phúc. Và đón nhận thử thách một cách tích cực cũng là một điều hạnh phúc. Người hạnh phúc hiểu rõ những đổi thay là một phần của cuộc sống. Vì thế họ đón nhận mọi thử thách với tâm thế sẵn sàng. Đồng thời họ xem khó khăn như cơ hội để học tập những điều mới và rèn luyện bản lĩnh. Đó là lý do họ dễ dàng đạt thành công hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Và mỗi một ngày khi chúng ta thức dậy, mở mắt ra cầm cái điện thoại là tất tần tật rất nhiều những thông tin về Covid, những thông tin về người thân và tất cả những điều trong xã hội đã diễn ra trước mắt mình. Công nghệ 4.0 mang đến tất cả mọi thứ gần hơn và chúng ta phải biết học cách đón nhận tất tần tật mọi thứ đó một cách tích cực, với một tinh thần cởi mở. Bởi người hạnh phúc đón nhận quan điểm của người khác với tinh thần cởi mở, không phán xét và áp đặt. Họ hiểu rõ việc giữ những định kiến và cái tôi chỉ làm tăng cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó, họ chọn cách lắng nghe để thấu hiểu, tôn trọng cảm xúc của người khác và đưa ra những lời khuyên phù hợp bằng sự cảm thông trọn vẹn. Và bước tiếp theo chính là chúng ta hãy học cách biết cách cân bằng công việc và cuộc sống của chúng ta. Hiện tại, công việc của chúng ta người có người không. Cuộc sống của chúng ta là đang ở yên một chỗ. Vậy làm sao để cân bằng? Công việc và cuộc sống là hai mặt thiết yếu, có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Hiểu được điều đó, người hạnh phúc biết cách cân bằng quỹ thời gian cho công việc và cuộc sống. Với thái độ giờ nào việc nấy, họ tập trung tối đa trong suốt 8 tiếng làm việc. Do đó, họ bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng thoải mái nhất và tận hưởng cuộc sống sau giờ làm một cách trọn vẹn. Điều này giúp họ cảm thấy không vướng bận khi dành thời gian cho sở thích cá nhân. Hơn thế, dành thời gian làm điều mình thích là cách họ lấy lại năng lượng để làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn. Vậy thì trong những ngày giãn cách, tại sao chúng ta không làm những điều theo sở thích, làm những điều chúng ta thích? Và dĩ nhiên, hãy chọn những sở thích, những công việc mình yêu thích phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Và điều cuối cùng chính là tận hưởng niềm vui trong hiện tại. Người hạnh phúc trân quý những khoảnh khắc họ đang trải qua. Thay vì dành nhiều thời gian để tiếc nuối quá khứ hay lo âu cho tương lai, để đạt được đến điều đó, họ luôn tỉnh táo dự trù những tình huống có thể xảy ra và đối mặt với những rủi ro một cách sẵn sàng. Điển hình như trong việc chi tiêu, người hạnh phúc luôn đặt kế hoạch từ trước để yên tâm tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống hiện tại. Người hạnh phúc luôn toát lên một nguồn năng lượng lạc quan, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng và ngập tràn cảm hứng. Hãy duy trì những cảm xúc tốt đẹp trong chính bạn để truyền hạnh phúc đến những người thân thương. Và với những điều chia sẻ về hạnh phúc, Mịt Thứ hy vọng rằng bà con mình thì ai đang được ở quê, ở chính trong căn nhà của mình mỗi ngày thì sẽ luôn tìm được hạnh phúc. Hãy lan tỏa tinh thần tích cực để tất cả chúng ta sẽ cùng chiến đấu, chiến thắng đại dịch Covid-19. Chanh dây này mình trồng lâu chưa chị? Được 5-6 tháng à. Quá trời rồi, nó chín hết rồi sao ăn hết trời. Khổ quá phải không? Mới 2 ngày sáng.
Hôm qua này mình trồng bao lâu rồi? Tức là từ ngày giãn cách đến giờ là có ăn rồi hả trời? Sung sướng cuộc đời. Tiếp tế rệt giá luôn. Mát ha, chồng vậy mát chị ha. Mà ở yên tại chỗ mà cái vườn này là xuất sắc rồi. Cóc là thu hoạch rồi đó hả? Cây này là trồng bao lâu rồi chị? Ngay giữa trung tâm chợ mà có một cái vườn như thế này là chị giỏi quá trời rồi. Tức là bây giờ mình gửi hàng đi rạch giá là chi phí là tăng lên phải không chị? 350.000 hai thùng hả? Hay ba thùng? Mà ba thùng đó là khoảng bao nhiêu ký? Phải không nha.